À, buổi trưa nóng nực quá. Bây giờ ngồi ngoài này làm cái gì bây giờ? Xoài nhiều quá nên mình đi kiếm xoài ăn đây. Xoài sống. Trời bắt đầu đi ra sợi. Mình thử cái sỏi tím này. Sỏi tím wow, còn được hai trái sỏi tím. Sỏi tím này giờ mới bẻ cái nào bây giờ. Cái này đi. Cái sỏi này cũng không có bự. Buồn ngủ, ngủ chảy. Sò này không biết cứng hay mềm này. Đây, bắt đầu để ăn đây. Món cuốc. Đầu tiên mở cái này ra. Làm như sao gần chín không biết chưa lắm. Giờ mình là mình chấm sợi xanh. Sợi xanh ăn thì nó chua giòn. Đây cái này đi ba.
chua. Ăn trái sầu chua thì chua, chấm với miếng ruốc, miếng sứa. Rồi nãy trong nó già rồi, bây giờ nó chín thì chưa thôi. Rồi cho các bạn xem. Rồi đắp ra mình tập trung ăn cho nó hết món giò này. Giò này làm như nó giòn chín, nó không có còn cái độ chua nhiều, giòn cũng có giòn. Cái này xu hướng ngọt, cây sinh tố thì ngon, cái này thì chua. Hay à, chào các bạn nhé.
Các bạn đã xem video.